Giờ cũng hiểu, có lẽ vì sao Mai Phương và Phùng Ngọc Huy không đến được với nhau. Bảo mẫu trả lời, bạn hiểu đó. Đó là những lời mà bảo mẫu đã trả lời với những người hâm mộ, tiết lộ lý do Mai Phương và Phùng Ngọc Huy không đến được với nhau. Ngoài ra, tình hình về bé La Vi mới nhất cũng khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng. Cô bé đang đi học ở trường mới. Các bạn đang lắng nghe bản tin của kênh Long Lánh TV. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Sau khi Mai Phương qua đời, bố mẹ cô đã liên tiếp trở thành đề tài dư luận bàn tán. Đầu tiên là về những hành động, cách cư xử của họ dành cho Mai Phương trong những thời gian cuối đời. Tiếp theo đó, dù đã đồng ý cho Phùng Ngọc Huy nuôi dưỡng con, nhưng bố mẹ của nữ diễn viên Mai Phương vẫn gây áp lực. Bất ngờ nhất là khi họ quay sang đòi kiện hai bảo mẫu chăm sóc bé vì tội bắt cóc, thậm chí đệ đơn kiện Trương Bảo Như, bạn thân của con gái vì tội bôi nhọ mình. Cũng kể từ đây, lần lượt những góc khuất về gia đình của Mai Phương đã được bạn bè, đồng nghiệp tiết lộ. Ngoài ra, theo lời của hai bảo mẫu và quản lý cũ của cô diễn viên, bố mẹ của Mai Phương có những hành động gây áp lực với mọi người. Hết đến nhà bảo mẫu la hét, đòi cháu, họ còn chửi bới bố mẹ của Phùng Ngọc Huy. Vì thương La Vi nên ông bà nội đành nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện. Tranh cãi của người lớn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, dư luận tò mò về tình hình của bé La Vi. Được biết cô bé đang sống rất tốt tại nhà của bố mẹ Phùng Ngọc Huy. Khi về ở với ông bà nội, La Vi mũm mĩm, mọi người hay trêu đùa là Ún Nu hiền muội. Bé học tốt, có năng khiếu vẽ và được gia đình cho rèn chữ đẹp. Vì hai cô Mi khi nào cũng ở bên cạnh nên La Vi không có gì bỡ ngỡ. Gia đình nội đều chung tay bảo vệ bé La Vi giúp cho con được bình an. Quản lý cũ của Mai Phương lên tiếng. La Vi tăng được 2 cân sau khi chuyển sang nhà nội, trắng trẻo và vui tươi hơn trước rất nhiều. Mới đây, những hình ảnh mới nhất của bé La Vi được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nhìn cô bé ngày càng mập mạp, mũm mĩm, vui tươi, vui vẻ bên cạnh bạn bè khiến cho người ta an tâm. Trong ảnh, bé La Vi chụp cùng với bạn bè trong ngày hội gia đình. Cô bé xinh xắn mỉm cười khiến cho người ta chạnh lòng nhớ đến cố nghệ sĩ Mai Phương. La Vi ngày càng giống mẹ. Nếu như nữ diễn viên còn sống, chắc chắn cô sẽ cùng con gái đến trường trong những ngày quan trọng này. Trước đó, bảo mẫu của bé La Vi chia sẻ lại khoảnh khắc La Vi gửi lời nhắn gửi tới người đã sinh ra mình trong ngày hội gia đình 2020. Xong chữ ngắn ngủi: con yêu ba mẹ, cảm ơn mẹ đã chơi với con. Đính kèm bức ảnh La Vi chụp cùng với Mai Phương và hai bảo mẫu khiến cho người ta nghẹn ngào. Hiện tại Phùng Ngọc Huy vẫn đang bị kẹt ở Mỹ, chưa thể nào về nước đón con gái. Nam ca sĩ cho biết mình đã ủy quyền chăm sóc La Vi cho bố mẹ và hai bảo mẫu. Lộ lý do đau lòng khiến Mai Phương và Phùng Ngọc Huy chia tay, có liên quan đến mẹ của nữ diễn viên. Hiện tại bé La Vi đưa về nhà ông bà nội, hai bảo mẫu thường xuyên qua lại chăm nom và giúp đỡ. Biết chuyện này, bố mẹ của Mai Phương tỏ ra bất ngờ, song không phản đối. Họ cho biết mình ủng hộ chuyện đó, chỉ muốn nhà nội tạo điều kiện để chăm cháu. Có thể hỗ trợ tiền bạc nếu như bố mẹ của Phùng Ngọc Huy kinh tế khó khăn. Tôi mong muốn ông bà nội gọi điện thông báo là: bà Tâm ơi, tôi đón cháu về rồi, mời ông bà qua chơi, hai bên chúng ta cùng nói chuyện. Dù gì tôi cũng là bà ngoại của bé La Vi nuôi cháu 5 năm nay, từ ngày Mai Phương đẻ cháu còn đỏ hòn trong bệnh viện cho đến khi con đổ bệnh. Tôi muốn hai nhà là một, cùng nhau nuôi cháu xem như người một nhà. Trách nhiệm của chúng tôi như nhau, nên tôi muốn bốn người già cùng chung tay và chăm sóc cháu, như vậy sẽ tốt hơn. Bà Tâm, mẹ của Mai Phương nói. Thế nhưng quản lý cũ của Mai Phương đã lên tiếng, tố, bố mẹ cô làm màu, chỉ đến nhà nội làm sùm, chứ không tốt lành như họ vẫn nói. Dưới phần bình luận, một trong hai bảo mẫu cũng lên tiếng đồng tình. Cô cho biết thêm, bố mẹ Mai Phương thường xuyên gây khó dễ, tạo áp lực cho gia đình Phùng Ngọc Huy, chỉ vì nghĩ đến cháu nên ông bà nội chấp nhận. Đáng chú ý, một người để lại bình luận. Giờ cũng mới hiểu có lẽ vì sao Phùng Ngọc Huy và Mai Phương không đến được với nhau. Bảo mẫu này đáp lại, bạn hiểu đó. Dù không đưa ra bất kỳ một khẳng định nào, nhưng câu nói ẩn ý ngay phía dưới bình luận của bố mẹ Mai Phương dường như ám chỉ một điều gì đó. Cộng đồng mạng cho rằng bảo mẫu muốn đề cập đến việc gia đình của nữ diễn viên quá cố đã cản trở cặp đôi, không cho họ đi đến với nhau cuối cùng. Và cái kết là vì lại là một em bé không được cha công nhận trong những năm tháng đầu đời. Bản tin thứ hai mà Long Lánh TV muốn đưa đến ngày hôm nay: Hồ Ngọc Hà đi giày cao gót, catwalk như thần dù đang bầu sinh đôi. Hồ Ngọc Hà được ưu ái gọi với danh xưng nữ hoàng giải trí,
từ sau tin đồn mang bầu sinh đôi cho Kim Lý cũng được xác nhận, cô càng trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Nhất cử nhất động của cặp ngôi sao đều được khán giả quan tâm, đặc biệt là thời trang bầu bí của giọng ca Em Muốn Anh Đưa Em Về. Mới đây nhất, những hình ảnh về màn hội ngộ của bộ ba Hà Hồ, Lan Khuê, Võ Hoàng Yến đã trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Hồ Ngọc Hà trở nên lênh khênh trên giày cao gót. Theo đó thì mới đây nhất, một dự án đặc biệt có sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà, Võ Hoàng Yến, Lan Khuê. Nhan sắc và thần thái của cả ba đều không ai có thể chối cãi. Nếu như Võ Hoàng Yến liên tục xuất hiện trong các sàn diễn lớn, thì Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê lại lui về dành thời gian cho gia đình. Vậy nên việc trở lại sàn catwalk sau một thời gian dài, hai người đẹp đình đám khiến cho người hâm mộ không khỏi háo hức. Dù người hâm mộ đã chắc chắn 10-10 về việc Hồ Ngọc Hà đang mang thai, nhưng chính chủ chưa khi nào lên tiếng về vấn đề này. Cô vẫn khéo léo che thân với các mẫu váy rộng và chụp hình. Dù vậy, thân hình tăng cân thấy rõ và liên tục đi giày bệt, lại tố cáo chuyện đang mang song thai của nữ hoàng giải trí. Hình ảnh đi ở biển Nhà Trang, hai gia đình Ốc Thanh Vân và Hà Hồ hội ngộ, ca sĩ luôn đi dép tại resort. Chỉ đến khi catwalk với Lan Khuê và Võ Hoàng Yến, cô mới đi giày cao gót. Trong suốt 2 tháng nay, hình ảnh của nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội đều lựa chọn các mẫu giày búp bê hay là giày bệt. Nếu không đi giày bệt, nữ hoàng giải trí thường đi chân đất, hòa hợp với cảnh biển, vừa khoe đôi chân thon dài của cô. Hồ Ngọc Hà vẫn luôn là biểu tượng thời trang và nhan sắc của Phoebe. Với sự cởi mở cho lần mang thai này, song ca Nỗi Nhớ Đầy Vơi nhận được sự yêu mến từ khán giả, hứa hẹn sẽ còn rất nhiều hình ảnh bầu bì khác của cô sẽ được trình làng trong thời gian tới. Hồ Ngọc Hà, tên khai sinh là Hồ Thị Ngọc Hà, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1984, là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu thời trang Việt Nam. Hồ Ngọc Hà bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi với chiều cao ấn tượng 1m72 và đạt được nhiều giải thưởng. Cô chuyển sang ca hát bằng việc ra mắt album đầu tay 24 giờ 7 ngày năm 2014. Album giúp cho cô có cơ hội tham gia Asia Song Festival Hàn Quốc. Sau khi trở thành đại sứ của Sunshine, cô và nhãn hàng này đã cùng nhau hợp tác để sản xuất album, thực hiện các tour lưu diễn quảng bá. Album tiếp theo của Hồ Ngọc Hà mang tên Tìm Lại Giấc Mơ phát hành vào năm 2010, kèm theo rất nhiều dự án phát hành trong năm 2011. Cuối năm 2011, cô phát hành album thứ 6 của mình mang tên Invincible cùng với hãng điện đơn, chủ đề cùng tên. Hồ Ngọc Hà đã giành được 2 giải thưởng, cống hiến trong tổng số 12 đề cử, đứng thứ 4 trong danh sách những người được đề cử nhiều nhất. Vô số các giải thưởng khác, Mai Vàng, HTV Award, Làn Sóng Xanh, Album Vàng, Jan V-pop 20. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2012, tại giải thưởng HTV Award, Hồ Ngọc Hà đã giành giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất với 14.216 phiếu bầu chọn. Ngoài sự nghiệp ca hát, cô cũng tham gia diễn xuất với 3 bộ phim truyền hình Hoa Cỏ Mây, 39 Độ Yêu, Chiến Dịch Trái Tim Bên Phải. Hồ Ngọc Hà còn là đại sứ quảng bá của các nhãn hiệu Sunplay, Toshiba, Sony, Sunshine và là đại sứ cho kênh truyền hình âm nhạc Jan TV. Ngày 21 tháng 4 năm 2001, lúc này 16 tuổi, Hồ Ngọc Hà được cho là đã lấy chồng sau khi tuyên bố có thai với đại gia Hà Thành. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi, nhanh chóng đổ bể do không có sự đồng ý của mẹ đại gia. Chuyện tình tốn nhiều giấy mực nhất với Nguyễn Quốc Cường, Cường Đô La. Năm 2010, tin đồn rộ lên rằng cô đang mang thai với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay được biết đến với tên gọi rằng Cường Đô La. Không lâu sau đó, cô lên tiếng chính thức thừa nhận, việc này cũng không chính thức khẳng định cha của đứa bé là Cường. Sau đó, Hồ Ngọc Hà đã sinh con trai với Cường Đô La, tên là Nguyễn Quốc Hưng. Cặp đôi này thường xuyên xuất hiện tại một số sự kiện lớn. Vào dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012, Hồ Ngọc Hà và người bạn đời của mình đã phải nộp hành vi vi phạm lỗi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Năm 2015, Hồ Ngọc Hà chưa kết thúc chuyện tình cảm với Nguyễn Quốc Cường, đã dính vào vụ scandal người thứ ba với một đại gia buôn kim cương. Và kết quả là cộng đồng mạng đã kêu gọi tẩy chay cô và các nhãn hàng sử dụng hình ảnh của cô cho các quảng cáo sản phẩm. Trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Quốc Cường Gia Lai, Hồ Ngọc Hà không còn nằm trong danh sách người liên quan đến Nguyễn Quốc Cường, thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc của công ty. Năm 2017, Hồ Ngọc Hà chính thức hẹn hò với Kim Lý sau thời gian chia tay đại gia Chu Đăng Khoa. Hiện tại cô đang mang bầu với Kim Lý và đang có một cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc bên người tình của mình.